bọn con học các trường khác lớp ạ. Vậy thì tụi con làm sao biết nhau? Mới quen được 5 ngày. Thấy bạn Nhi đứng kia bên nhắc bài quá à. Con với lại bạn Nhi nhà có ở gần nhau không? Dạ không ạ. Ôi, vậy thì tụi con tập với nhau như thế nào? Con tập cũng khổ sở lắm. Cũng khổ sở lắm. Có ai khóc không? Chắc có là đây ạ. Bên đây là bé Lâm Nhi, con là Lâm Nhi đúng không? Dạ. À, hồi nãy bạn Minh Thư là 7 tuổi hả? Còn bạn Lâm Nhi thì mấy tuổi? Con cũng 7 tuổi ạ. Nhìn hai con giống như hai chị em sinh đôi quá vậy, có phải không? Dạ không ạ. Trong bài là chị em. Tí nữa thử thách mà là biểu diễn là sẽ là chị em của nhau. Còn ở ngoài bài là gì của nhau? Là bạn bè hả? Vâng ạ. Bạn bè trong lớp hay là ở đâu? Bọn con học các trường khác lớp ạ. Vậy thì tụi con làm sao biết nhau? Mới quen được 5 ngày. Thấy bạn Nhi đứng kia bên nhắc bài quá. Bọn con mới quen nhau được 5 ngày rồi ạ. À, mới quen được có 5 ngày thôi. Rồi, chú Nghĩa muốn hỏi bạn Nhi nè. Con quen bạn Thư và quen nhau ở đâu? Đi ăn kem gặp nhau, quen nhau. Hay mình đi công viên chơi, mình gặp nhau, mình quen nhau? Trung tâm tài năng nhí ạ. Wow. Bé Nhi một lần quay trở lại với siêu tài năng nhí rồi mà vẫn còn tí hồi hộp hả? Ủa, vậy là bé Nhi đã từng tham gia siêu tài năng nhí rồi hả con? Vâng ạ. Con tham gia mùa nào? Mùa 3. Mùa 3 à. Dạ, mùa 3 với là tài năng là lắc vòng đấy à. À, giờ nhớ rồi. Hiện gì hồi nãy hả? Bé Nhi bảo là hả? Ê, có nhớ con không? Con tên gì? Hỏi mà bị đưa qua vậy ta? Hình như là chắc chắn gặp rồi mà gặp ở đâu ta mà không có nhớ. Giờ mới nhớ. Thực ra là nét mặt xinh xắn như thế này là nhìn là mình nhớ là quen lắm. Mặt thì quen, dạ. Nhưng mà mình cũng không có nhớ là trời ơi cái gì ta kiểu kiểu vậy á. Nhi ơi, hồi năm ngoái con tham gia mùa 3 là con thi lắc vòng hả? Vâng ạ. Ồ, vậy tại sao năm nay mình quay trở lại, mình lại có một cái bạn đi bên cạnh mình nữa là bạn Thư? Lần này quay lại đây là con chinh phục tài năng mới khác đúng không? Mình không lắc vòng nữa đúng không? À, cho nên là mình sẽ rủ thêm bạn đi thi cùng mình ha. Thế ai rủ ai? Chẳng ai. Vậy tại sao hai con có thể gặp nhau để mà kết hợp cùng với nhau để đi thi ta? Tại vì bọn con thấy cái chương trình này hay quá. Thế là cả hai đi luôn. Ủa trời ơi. Và vấn đề là hai đứa không có quen biết nhau, mới tập được có 5 ngày thôi thì nó sẽ gặp những cái khó khăn gì con? Ví dụ như là bạn sẽ ôm con và con sẽ bê bạn lên để bạn lộn qua. À, đó là một động tác khó quá vậy. Con với lại bạn Nhi nhà có ở gần nhau không? Dạ không ạ. Ôi, vậy thì tụi con tập với nhau như thế nào? Con tập cũng khổ sở lắm. Cũng khổ sở lắm. Khổ sở lắm. Tập mệt lắm à con? Rồi lúc tập rồi con mới quen nhau được có 5 ngày như thế mà làm biết bao nhiêu động tác khó, rồi có cãi nhau không nhờ? Dạ có. Có nhau rất nhiều. Cãi nhau rất nhiều luôn. Rất nhiều. Có ai khóc không? Chắc có là đây ạ. Em kể lại sao lại phải cãi nhau đấy? Tại vì diễn xong mà trả vờ khóc. À. Xong mà khóc. À, giả vờ khóc xong khóc thật luôn. Vâng. Vậy là cũng khá nhiều khó khăn. Mà lạ quá, câu chuyện tình bạn này em mới nghe luôn. Gặp nhau 5 ngày nắm tay nhau lên sân khấu siêu tài năng nhí thi luôn. Thiệt. Dạ, cùng chung một đam mê đó là rất là yêu thích chương trình. Vậy ngày hôm nay hai con đến đây là thi tài năng gì nè? Thi múa thuyền ạ. Múa thuyền. Lạ nha. Múa Tâm nào giờ con nghe múa thuyền chưa? Không, con nghe múa quạt, múa cột, múa nón, múa lửa, múa dù. Không, cái đấy của chú Nghĩa chứ múa nón, múa dù. Có, cô Trâm. Nhưng mà cái bộ múa nón lá nè. Cái đó là một tiết mục múa nón lá, còn cái bộ môn á. Lần đầu tiên chú Nghĩa mới nghe múa thuyền luôn. Con ơi, múa thuyền là thuyền nào mình cũng múa được, giống như là du thuyền hay này kia hả con? Hay là thuyền gì? Thuyền để bọn con đu lên để con tạo dáng ở trên đấy. Đấy, cũng là nói chung là một cái đạo cụ. Hay là cái thuyền buồm ta? Linh phục. Thuyền buồm á.
Bây giờ nếu mà thắc mắc nó như vậy rồi thôi thì chúng ta hãy cùng đến với thử thách đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về bộ môn và tài năng của các bé tham gia ngày hôm nay và tiếp tục giao lưu với các bé sau nha. Nào, hai con sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. À. Rồi ạ. Bây giờ Nhi và Thư còn có hồi hộp không? Dạ có. Hồi hộp nhưng mà mình cũng khởi động nha. Mình khởi động, mình làm nóng người mình nha, rồi mình thi thật tốt nha. Vâng ạ. Rồi cả hai hãy làm một động tác gì nè để động viên tinh thần nhau nè. Đó là động viên đó hả? Wow. Wow. Rồi, rồi. Động viên vậy là đủ rồi. Đủ rồi đó. Yeah, rồi. Giỏi là quá. Vừa động viên mà vừa khởi động luôn ấy. Dạ. Quá giỏi. Trời ơi, giỏi. Hãy cùng đến với thử thách đầu tiên của hai bé ạ. Xin mời. VUS khơi mở tương lai tươi sáng.